Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 142. Tôi cất tiếng kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va, tôi cất tiếng cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Ở trước mặt Ngài tôi tuôn đổ sự than thở tôi, bày tỏ sự gian nan tôi. Khi tâm hồn nao sờn trong mình tôi, thì Chúa đã biết nẻo đàn tôi. Trên con đường tôi đi, chúng nó gài kín một cái bẫy. Xin Chúa nhìn phía hữu tôi, coi chẳng có ai nhận biết tôi. Tôi cũng không có nơi nào để nương náu mình, chẳng người nào hỏi thăm linh hồn tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi kêu cầu cùng Ngài mà rằng, Ngài là nơi nương náu của tôi, phần tôi trong đất kẻ sống. Xin Chúa lắng nghe tiếng tôi, vì tôi bị khốn khổ vô cùng. Xin hãy cứu tôi khỏi kẻ bắt bớ tôi, vì chúng nó mạnh hơn tôi. Xin hãy rút linh hồn tôi khỏi ngục khám, để tôi cảm tạ danh Chúa. Những người công bình sẽ vây quanh tôi, bởi vì Chúa làm ơn cho tôi. Chương 19. Bây giờ, Phi-lát bắt Chúa Giê-xu và sai đánh đòn Ngài. Bọn lính đương một cái mão triều bằng gai đổi trên đầu Ngài và mặc cho Ngài một cái áo điều. Đoạn họ đến gần nói với Ngài rằng, lạy vua dân Giu-đa. Họ lại cho Ngài mấy cái vả. Phi-lát lại ra một lần nữa mà nói với chúng rằng, đây này, ta dẫn người ra ngoài để các ngươi biết rằng ta không tìm thấy người có tội lỗi chi. Vậy Đức Chúa Giê-xu đi ra, đầu đội mão triều gai, mình mặc áo điều, và Phi-lát nói cùng chúng rằng, kìa, xem người này. Nhưng khi các thầy tế lễ cả và các kẻ sai thấy Ngài thì kêu lên rằng, hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự, hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự. Phi-lát nói cùng chúng rằng, chính mình các ngươi hãy bắt mà đóng đinh người, bởi vì về phần ta không thấy người có tội lỗi chi hết. Dân Giu-đa lại nói rằng, chúng tôi có luật, chiếu luật đó hắn phải chết vì hắn tự xưng là con Đức Chúa Trời. Khi Phi-lát đã nghe lời đó lại càng thêm sợ hãi nữa. Người lại trở vào nơi trường án mà nói với Đức Chúa Giê-xu rằng, ngươi từ đâu? Nhưng Đức Chúa Giê-xu không đáp gì hết. Phi-lát hỏi Ngài rằng, ngươi chẳng nói chi với ta hết sao? Ngươi há chẳng biết rằng ta có quyền buông tha ngươi và quyền đóng đinh ngươi sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, nếu chẳng phải từ trên cao đã ban cho ngươi, thì ngươi không có quyền gì trên ta. Vậy nên, kẻ nộp ta cho ngươi là có tội trọng hơn nữa. Từ lúc đó, Phi-lát kiếm cách để tha Ngài, nhưng dân Giu-đa kêu lên rằng, ví bằng quan tha người này, thì quan không phải là trung thần của Sê-sa. Vì hễ ai tự xưng là vua, ấy là sướng lên nghịch cùng Sê-sa vậy. Phi-lát nghe lời đó bèn dẫn Chúa Giê-xu ra ngoài, rồi ngồi trên tòa án, tại nơi gọi là Ba-vê, mà tiếng Hebrew gọi là Ga-ba-tha. Và bây giờ là ngày sắm sửa về lễ vượt qua, độ chừng giờ thứ sáu. Phi-lát nói cùng dân Giu-đa rằng, vua các ngươi kia kìa. Những người đó bèn kêu lên rằng, hãy trừ hắn đi, đóng đinh hắn trên cây thập tự đi. Phi-lát nói với chúng rằng, ta sẽ đóng đinh vua các ngươi lên thập tự giá hay sao? Các thầy tế lễ cả thưa rằng, chúng tôi không có vua khác, chỉ Sê-sa mà thôi. Người bèn giao Ngài cho chúng, đặng đóng đinh trên thập tự giá. Vậy chúng bắt Ngài và dẫn đi. Đức Chúa Giê-xu vác thập tự giá mình, đi đến ngoài thành, tại nơi gọi là cái sọ, tiếng Hebrew gọi là Gô-gô-tha. Ấy đó là chỗ họ đóng đinh Ngài, lại có hai người khác với Ngài, mỗi bên một người, còn Đức Chúa Giê-xu ở chính giữa. Phi-lát cũng sai làm một tấm bảng, rồi treo lên trên thập tự giá. Trên bảng đó có đề chữ rằng, Giê-xu người Nazareth là vua dân Giu-đa. Vì nơi Đức Chúa Giê-xu bị đóng đinh ở gần thành, và chữ đề trên bảng đó viết bằng chữ Hebrew, chữ Latin và chữ Greek, nên có nhiều người Giu-đa đọc đến. Các thầy tế lễ cả của dân Giu-đa bèn nói với Phi-lát rằng, xin đừng viết vua dân Giu-đa, nhưng viết rằng
Người nói ta là vua dân Giu-đa. Pilát trả lời rằng, lời ta đã viết thì ta đã viết rồi. Quân lính đã đóng đinh Đức Chúa Giê-xu trên thập tự giá rồi, bèn lấy áo sống của Ngài chia làm bốn phần, mỗi tên lính chiếm một phần. Họ cũng lấy áo dài của Ngài, nhưng áo dài đó không có đường may, nguyên một tấm vải dệt ra từ trên chí dưới. Vậy họ nói với nhau rằng, đừng xé áo này ra, xong chúng ta hãy bắt thăm, ai trúng nấy được. Ấy để cho được ứng nghiệm lời kinh thánh này, chúng đã chia nhau áo sống của ta, lại bắt thăm lấy áo dài ta. Đó là việc quân lính làm. Tại một bên thập tự giá của Đức Chúa Giê-xu có mẹ Ngài đứng đó, với chị mẹ Ngài là Mary vợ Cleopa và Mary Madeleine nữa. Đức Chúa Giê-xu thấy mẹ mình và một môn đồ Ngài yêu đứng gần người thì nói cùng mẹ rằng, hỡi đàn bà kia, đó là con của ngươi. Đoạn Ngài lại phán cùng người môn đồ rằng, đó là mẹ ngươi. Bắt đầu từ bấy giờ, môn đồ ấy rước người về nhà mình. Sau đó, Đức Chúa Giê-xu biết mọi việc đã được trọn rồi, hầu cho lời kinh thánh được ứng nghiệm thì phán rằng, ta khát. Tại đó có một cái bình đựng đầy giấm. Vậy họ lấy một miếng bông đá thấm đầy giấm buộc vào cây ngưu tất đưa kề miệng Ngài. Khi Đức Chúa Giê-xu chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng, mọi việc đã được trọn. Rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn. Vì bây giờ là ngày sắm sửa về ngày Sa-bát, mà Sa-bát này là rất trọng thể, nên dân Giu-đa ngại rằng những thây còn treo lại trên thập tự giá trong ngày Sa-bát chăng, bèn xin Phi-lát cho đánh gãy ống chân những người đó và cất xuống. Vậy quân lính lại đánh gãy chân người thứ nhất, rồi đến người kia, tức là kẻ cùng bị đóng đinh với Ngài. Khi quân lính đến nơi Đức Chúa Giê-xu, thấy Ngài đã chết rồi thì không đánh gãy ống chân Ngài, nhưng có một tên lính lấy giáo đâm ngang sườn Ngài, tức thì máu và nước chảy ra. Kẻ đã thấy thì làm chứng về việc đó, lời chứng của người là thật, và người vẫn biết mình nói thật vậy, hầu cho các ngươi cũng tin. Vì điều đó xảy ra cho được ứng nghiệm lời kinh thánh này, chẳng một cái xương nào của Ngài sẽ bị gãy. Lại có lời kinh thánh này nữa, chúng sẽ ngó thấy người mà mình đã đâm. Sau đó, Giô-sép người Arimathê làm môn đồ Đức Chúa Giê-xu một cách kín giấu vì sợ dân Giu-đa, xin phép Phi-lát cho lấy xác Đức Chúa Giê-xu, thì Phi-lát cho phép. Vậy người đến và lấy xác Ngài. Ni-cô-đêm là người khi trước đã tới cùng Đức Chúa Giê-xu trong ban đêm, bây giờ cũng đến, đem theo độ 100 cân một dược hòa với lư hội. Vậy hai người lấy xác Đức Chúa Giê-xu, dùng vải gai và thuốc thơm gói lại, theo như tục khâm liệm của dân Giu-đa. Và tại nơi Ngài bị đóng đinh có một cái vườn. Trong vườn đó có một cái huyệt mới chưa chôn ai. Ấy là nơi hai người chôn Đức Chúa Giê-xu, vì bây giờ là ngày sắm sửa của dân Giu-đa, và mộ ấy ở gần. Chương 4. Đoạn thiên sứ nói cùng ta trở lại, đánh thức ta như một người đang ngủ bị người ta đánh thức. Người nói cùng ta rằng, ngươi thấy gì? Ta đáp rằng, tôi nhìn xem, kìa, một cái chân đèn bằng vàng cả, và một cái chậu trên chót nó. Nó có 7 ngọn đèn, có 7 cái ống cho mỗi ngọn đèn ở trên chót nó. Ở kề bên lại có 2 cây olive, một cây ở bên hữu cái chậu và một cây ở bên tả. Bây giờ ta cất tiếng nói cùng thiên sứ đang nói với ta như vậy, hỡi chúa tôi, những điều này là gì? Thiên sứ nói cùng ta đáp rằng, ngươi không biết những điều này là gì sao? Ta nói, thưa chúa, tôi không biết. Ngươi đáp lại rằng, đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Sô-rô-ba-bên rằng, ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Hỡi núi lớn, ngươi là ai? Ở trước mặt Sô-rô-ba-bên, ngươi sẽ trở nên đồng bằng. Nó sẽ đem đá chót ra, sẽ có tiếng kêu rằng, xin ban ơn cho nó. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, tay Sô-rô-ba-bên đã lập nền nhà này, thì tay nó cũng sẽ làm xong. Và ngươi sẽ biết rằng, Đức Giê-hô-va vạn quân đã sai ta đến cùng các ngươi. Vì ai là kẻ khinh dễ Ngài của những điều nhỏ mọn? 7 con mắt Đức Giê-hô-va trải đi qua lại khắp đất,
sẽ vui mà xem thấy dây chuẩn mực ở trong tay Sơ-rô-ba-bên. Ta bèn đáp lại cùng người rằng, hai nhánh olive ở bên hữu và bên tả chân đèn là gì? Ta lại cất tiếng nói cùng người lần thứ hai mà rằng, hai nhánh olive ở kề bên hai ống vòi vàng có dầu vàng chảy ra là gì? Người đáp rằng, ngươi không biết những điều đó là gì sao? Ta nói, thưa Chúa, tôi không biết. Người bèn nói rằng, ấy là hai người chịu sức dầu, đứng bên Chúa của cả đất. Chương 5. Đoạn ta lại ngước mắt nhìn xem, này, có một cuốn sách bay. Người nói cùng ta rằng, ngươi thấy gì? Ta trả lời rằng, tôi thấy một cuốn sách bay, bề dài nó 20 cu đê, bề ngang 10 cu đê. Người bảo ta rằng, ấy là sự rủa xả tràn ra trên khắp mặt đất. Hễ ai trộm cắp sẽ bị dứt đi theo chữ trên mặt này của cuốn sách. Hễ ai thề sẽ bị dứt đi theo chữ trên mặt kia của cuốn sách này. Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng, ta sẽ khiến cuốn sách này đi ra. Nó sẽ vào trong nhà kẻ trộm và trong nhà kẻ chỉ danh ta mà thề dối, thì nó sẽ ở giữa nhà kẻ ấy và thiêu nhà đi cả gỗ lẫn đá. Thiên sứ nói cùng ta bèn đi ra và bảo ta rằng, bây giờ hãy ngước mắt lên xem vật đi ra là gì. Ta nói rằng, ấy là gì? Người đáp rằng, ấy là một cái epha đang ra. Người lại nói, ấy là hình dáng chúng nó trong cả đất. Đoạn ta thấy một khối chì tròn được cất lên và một người đàn bà ngồi giữa epha. Người nói rằng, ấy đó là sự hung ác. Rồi người quăng người đàn bà xuống vào giữa epha và chẩn khối chì trên miệng epha. Bây giờ ta ngước mắt nhìn xem, này, có hai người đàn bà ra, gió thổi trong những cánh chúng nó, vả chúng nó có cánh như cánh con cò, và chúng nó cất epha lên giữa khoảng trời và đất. Ta hỏi thiên sứ đang nói cùng ta rằng, chúng nó đem epha đi đâu? Người đáp cùng ta rằng, ấy là để xây nhà cho nó trong đất Sinea. Khi đã sửa soạn rồi thì đặt nó vào chỗ nó. Chương 6. Ta lại ngước mắt lên và nhìn xem, này, có bốn cỗ xe ra từ giữa hai hòn núi, và những núi ấy là núi bằng đồng. Nơi cỗ xe thứ nhất có những ngựa hồng, cỗ xe thứ nhì ngựa ô, cỗ xe thứ ba ngựa trắng, cỗ xe thứ tư ngựa xám vá. Đoạn ta cất tiếng hỏi thiên sứ nói cùng ta mà rằng, thưa Chúa, những vật ấy là gì? Thiên sứ đáp cùng ta rằng, ấy là bốn gió trên trời ra từ nơi mà chúng nó đứng trước mặt Chúa của khắp đất. Những ngựa ô gác xe kia kéo ra đến xứ phương Bắc, và những ngựa trắng ra theo nó, còn những ngựa vá kéo ra đến xứ phương Nam. Kế sau, những ngựa mạnh kéo ra và đòi trải đi qua lại khắp đất. Thiên sứ nói cùng chúng nó rằng, đi đi và hãy chạy khắp đất. Vậy chúng nó trải đi qua lại khắp đất. Đoạn người gọi ta và nói với ta rằng, này, những ngựa ra đến phương Bắc đã làm cho thần ta yên lặng ở phương Bắc rồi. Có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, ngươi khá lấy những kẻ khỏi phu tù trở về từ Hiên Đai, từ Tô-bi-a, từ Giê-đa-gia. Nỗi ngày đó, ngươi khá đến và vào nhà Yô-si-a, con trai Sô-phô-ni, là chỗ chúng nó từ Babylon đã đến. Hãy nhận lấy bạc và vàng làm mão triều thiên đội trên đầu thầy tế lễ cả Giê-hô-sua, con trai Giô-sa-đác. Ngươi khá nói cùng người rằng, Đức Giê-hô-va vạn quân có phán như vậy, này, có một người tên là Chồi Móng sẽ nứt ra từ chỗ người, và người ấy sẽ xây đền thờ Đức Giê-hô-va. Chính người sẽ xây đền thờ Đức Giê-hô-va, và chính người sẽ được sự oai nghiêm, ngồi cai trị trên ngôi mình, làm thầy tế lễ ở trên ngôi mình, và sẽ có mưu hòa bình ở giữa cả hai. Nhưng mão triều thiên sẽ thuộc về Hê-lem, Tô-bi-a, Giê-đa-gia và Hên, con trai của Sô-phô-ni, để làm sự ghi nhớ trong đền thờ Đức Giê-hô-va. Những kẻ ở xa sẽ đến xây đền thờ Đức Giê-hô-va, và các ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va vạn quân sai ta đến cùng các ngươi. Nếu các ngươi siêng năng vâng theo tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, thì sự đó sẽ xảy đến.
Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.